Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác về thị trường nông sản. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, lượng cá tra của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Anh có sự tăng đột biến trong tháng 8 vừa qua. Cơ quan này vừa đưa ra dự báo xuất khẩu cá tra sang Anh sẽ đạt khoảng 67 triệu đô la Mỹ trong năm nay và tăng 30% so với năm ngoái 2021. Riêng tháng 8 vừa qua, cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Anh Quốc đã đạt 7 triệu đô la Mỹ, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu cá tra sang thị trường Anh đạt gần 47 triệu đô la Mỹ, tăng 28% so với 8 tháng năm 2021. Trong đó, sản phẩm cá tra phi lê, cắt khúc đông lạnh chiếm 79%, cá tra chế biến chiếm 17%, còn lại là cá tra nguyên con chiếm 4%. Về nguyên nhân của sự gia tăng đột biến lượng cá tra sang thị trường được cho là khó tính của châu Âu, theo VASEP là do lạm phát tại Anh ở mức cao kỷ lục 40 năm và gần như cao nhất ở các nước châu Âu, nên tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm có giá cao như tôm, cá ngừ bị hạn chế. Đổi lại, cá tra vẫn giữ được tăng trưởng 16% vì cá tra có giá vừa phải. Hơn nữa, Anh bị thiếu cá thịt trắng do lệnh cấm thủy sản từ Nga, nên cá tra trở thành loài cá thay thế trên thị trường Anh. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong chương trình thời sự tối ngày hôm qua, 8 tháng đầu năm xuất khẩu cá tra đạt gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ thị trường Nga thì tất cả các thị trường khác đều ghi nhận mức tăng trưởng từ 2 cho đến 3 con số. Tuy nhiên thì song hành với kết quả xuất khẩu khả quan này thì bài toán lợi nhuận của người nuôi cá tra lại đang bị teo tóp, thậm chí là thua lỗ. Vâng thưa quý vị, sau dịch Covid-19, dù giá cá tra nguyên liệu nhờ đó liên tục tăng ở mức là 27 đến 28 ngàn đồng một kg, có nghĩa là tăng 8.000 đồng 1 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng người nuôi thì vẫn thua lỗ vì chi phí đầu tư quá cao. Thời gian qua thì giá thức ăn thủy sản tăng chóng mặt, khiến cho hầu hết người nuôi phải rất chật vật để kiếm được đồng lời. Khó khăn với người nuôi cá sẽ còn tiếp tục kéo dài khi giá nguyên liệu đầu vào vẫn chưa hạ nhiệt. Trong giá thành nuôi cá tra, chi phí thức ăn chiếm 70%. Với việc giá thức ăn tăng 4 lần kể từ đầu năm và hiện cao hơn đến 30-40% so với cùng kỳ, ông Mẫn và nhiều người nuôi cá tra khác đều như ngồi trên đống lửa. Điều mà ông có thể làm vào lúc này là giảm mật độ nuôi đến gần một nửa. So với năm rồi, giá thức ăn thì chú nó lên tới mấy ngàn đồng ký. Chú nuôi thường thường nuôi, nếu nuôi dày đặc nó khoảng tầm 800-900 ngàn tấn. Mà chú nuôi thì 300 tấn. Chú nuôi rất thưa để cho cái hao hụt nó được an toàn. Theo thông tin từ Hiệp hội Cá tra Việt Nam, hiện giá thành nuôi cá tra thấp nhất cũng lên đến 27.000 đồng một kg. Điều này cho thấy lợi nhuận của người nuôi là khá mỏng và nguy cơ thua lỗ lại khá cao. Đây cũng là lý do khiến nhiều người nuôi ở các địa phương có thế mạnh về nuôi cá tra như An Giang, Đồng Tháp sau khi thu hoạch xong vẫn chưa mạnh dạn thả nuôi vụ mới, thậm chí thu hẹp quy mô nuôi. Về cái diện tích thì vẫn giữ vững, nhưng mà cái sản lượng, cái mật độ thả nó thưa, những người nuôi thì họ không an tâm để đầu tư. Do đó mà cái sản lượng dự kiến đây đến cuối năm này sẽ có cái là khan hiếm. Thức ăn cá tra chạm mốc 14.000 đồng một ký, tăng khoảng 4.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói là mức giá này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguyên nhân chính là do các nhà máy thức ăn phải nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ nước ngoài, chi phí logistics tăng cao. Mà cái thức ăn hiện nay của mình á, thì 50% là nó phụ thuộc cho cái lượng nhập khẩu đậu nành. Mà hiện nay cái nhập khẩu đậu nành vô thì nó lại đã không ổn định do cái tác động của địa chính trị của thế giới. Chẳng hạn như là cái chiến tranh Nga Ukraine, rồi cái đứt gãy cái chuỗi cung ứng, rồi nó ảnh hưởng tới cái tàu bè mà vận chuyển về Việt Nam, ảnh hưởng tới thời tiết, ảnh hưởng tới mùa vụ, ảnh hưởng tới đầu cơ. Cho nên cái nguồn đậu nành hiện nay mình nhập khẩu vô thì nó bị phụ thuộc rất là nhiều do cái địa chính trị của các nước trên thế giới. Ngoài giá thức ăn tăng cao thì giá con giống nhiều nơi đã tăng gấp đôi. Giá bán các loại vật tư đầu vào khác như thuốc, hóa chất xử lý môi trường, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học cũng tăng từ 20 đến 30%, khiến giá thành sản xuất cá tra bị đội lên. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến nhiều nông dân phải treo ao hoặc giảm diện tích thả nuôi. Cái phục hồi nó gắn với cả cái phục hồi trong vấn đề về sản xuất nguyên liệu. Cái nỗ lực thứ hai đó là cái giảm chi phí sản xuất, bởi vì giai đoạn mà đầu năm 2022 thì chi phí sản xuất cho cái chuỗi cá tra nói riêng
nó cũng đang có một cái gọi là tăng lên, cũng làm cái quan ngại cho doanh nghiệp. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, việc thiếu nguyên liệu đang là thách thức lớn nhất đối với ngành cá tra trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, thiếu hụt này có thể là khó khăn ngắn hạn, các doanh nghiệp phải nỗ lực phát triển chuỗi giá trị bền vững để tránh thiếu nguyên liệu và đầu vào trong tương lai.